Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về chương trình T09 và các hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của tập đoàn. Trong chuyến thăm này, một số sản phẩm vũ khí công nghệ cao đã được các phóng viên ghi lại, nổi bật nhất là tổ hợp tên lửa hành trình cận âm VCM do Viettel phát triển. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024, một trong những tổ hợp vũ khí công nghệ cao ấn tượng nhất của Viettel cũng như ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam được công khai. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông trong nước và quốc tế. Đặc biệt, báo chí Trung Quốc đã đăng bài viết với tiêu đề Việt Nam hoàn thiện hệ thống tên lửa chống hạm mạnh nhất Đông Nam Á, sẵn sàng bảo vệ các đảo. Bài viết này phân tích sức mạnh của hệ thống tên lửa do Việt Nam sản xuất và thể hiện sự lo lắng về khả năng sử dụng loại tên lửa này để phòng thủ trong tương lai. Theo tác giả bài viết, tên lửa chống hạm VCM-01 được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm KH-35 của Nga. Tuy nhiên, về mặt động lực, VCM-01 có sự khác biệt so với KH-35 nhằm nâng cao tầm bắn của tên lửa. Viettel đã lựa chọn kết hợp một số sản phẩm nước ngoài trong thiết kế của VCM-01, đó là động cơ phản lực SSE-750K của công ty Hanwha Hàn Quốc sử dụng trên tên lửa hành trình tấn công mặt đất và động cơ cánh quạt MS-400 của công ty Motorsik Ukraine vốn được trang bị trên tên lửa KH-35. Trong khi động cơ cánh quạt tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ phản lực nhưng kém về sức đẩy và khả năng tăng tốc, động cơ cánh quạt nguyên gốc của tên lửa Nga vẫn được giữ lại. Mục đích của việc này chính là kết hợp cả ba nhà để tạo cho tên lửa VCM có hệ thống động lực tốt nhất. Tên lửa KH-35 Uran là một loại tên lửa chống hạm hạng trung tiêu chuẩn, khá hiếm gặp trong các hệ thống tên lửa chống hạm của Liên Xô và Nga. Các tên lửa chống hạm hạng trung khác của họ thường nặng từ 6 đến 7 tấn. Tuy nhiên, phiên bản KH-35 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn và nhẹ hơn nhằm trang bị cho các lớp tàu có lượng giãn nước chỉ khoảng 1.000 tấn, cũng như cho máy bay ném bom hoặc xe tải di động trên bờ. Nếu không có sự thiết kế này, các tên lửa chống hạm cỡ lớn với kích thước như một chiếc máy bay MiG-21 sẽ rất khó sử dụng. Dù có thể đặt lên tàu nhỏ hay máy bay ném bom, số lượng tên lửa mang theo cũng sẽ rất hạn chế. Điều này không thuận lợi cho xuất khẩu đến các quốc gia nhỏ và tầm trung. Hiệu quả của KH-35 Uran đã được minh chứng qua nhiều sự kiện thực tế, trong đó có vụ tấn công chìm tàu tuần dương Moskva của Nga do Ukraine thực hiện đã chứng minh sức mạnh tiềm năng của loại tên lửa này. Việt Nam đã đưa KH-35 Uran vào trang bị hơn một thập kỷ trước và sử dụng trên các tàu hộ vệ Gepard, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia cùng các tàu chiến phù hợp khác. Chỉ cần hai tàu Monia với mỗi tàu mang 16 tên lửa, Việt Nam đã có thể tạo ra một đợt tấn công mạnh mẽ và gây áp đảo đối với các đối thủ có hệ thống phòng thủ tên lửa còn hạn chế. Điều đáng chú ý là Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu KH-35 Uran mà còn quyết tâm làm chủ công nghệ tên lửa này bằng việc tự phát triển VCM, tên lửa chống hạm nội địa đầu tiên tại Đông Nam Á. Mặc dù VCM vẫn dựa trên nền tảng của KH-35 và Việt Nam còn non trẻ trong lĩnh vực công nghệ cao, nhưng đây là một bước tiến đáng kể, khẳng định tinh thần tự lực tự cường của đất nước. VCM có tầm bắn nâng cấp lên đến 200 km nhờ vào việc sử dụng động cơ cánh quạt giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng khả năng tấn công xa hơn so với KH-35 Uran ban đầu. Tuy nhiên, phiên bản này cũng có tốc độ giảm xuống còn Mach 0.75, làm tăng nguy cơ bị hệ thống phòng không trên tàu chiến của đối phương bắn hạ. Nhưng bất chấp những thử thách đó, việc tự phát triển tên lửa VCM là một minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việt Nam hiện đang sở hữu và phát triển nhiều loại tên lửa chống hạm hiện đại, trong đó ngoài KH-35 Uran còn có tên lửa P-8800. Tuy nhiên, P-8800 với kích thước lớn chỉ thích hợp cho việc triển khai trên các nền tảng cố định như tàu chiến hoặc cơ sở quân sự, trong khi KH-35 Uran lại ghi điểm nhờ khả năng linh hoạt và có thể triển khai trên nhiều nền tảng, từ tàu chiến nhỏ đến xe di động ven biển. Giới quan sát quân sự Trung Quốc nhận định rằng, trong tương lai, tên lửa KH-35 Uran có thể được phát triển thành các phiên bản bố trí trên bờ biển, bảo vệ vùng duyên hải Việt Nam và các đảo ở quần đảo Trường Sa. Điều này sẽ tạo nên một hệ thống phòng thủ vững chắc trước các mối đe dọa từ biển. Tuy nhiên, các chuyên gia này dường như đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Việt Nam, thông qua tập đoàn Viettel, đang tự phát triển các tổ hợp tên lửa bờ biển nội địa với quy mô lớn. Với các hình ảnh về hệ thống bệ phóng tự hành, xe điều khiển và xe nạp đạn đã cho thấy quá trình sản xuất hàng loạt đang được triển khai.
Hệ thống tên lửa bờ biển do Viettel phát triển được đánh giá cao về tính cơ động và khả năng triển khai nhanh chóng, phù hợp với chiến thuật đánh nhanh rút gọn của quân đội Việt Nam. Tuy vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về tên lửa VCM, trái tim của hệ thống phòng thủ này, nhưng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từng úp mở rằng tầm bắn của VCM có thể vươn tới thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam đang tiến rất gần tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chuyên gia quân sự Nga, ông Vladimir Khop nhận định rằng việc Việt Nam tự phát triển vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển, là một xu hướng tất yếu trên thị trường quốc tế. Theo ông Khop, việc tận dụng nền tảng của các hệ thống vũ khí hiện có như tổ hợp Bastion của Nga với tên lửa KH-35 Uran là một bước đi hợp lý cho Việt Nam. Ông cho rằng, mặc dù tên lửa chống hạm VCM của Việt Nam có thể không có nhiều thay đổi về thiết kế so với nguyên mẫu, nhưng việc tự phát triển phần mềm và hệ thống phóng là một bước đi đáng ghi nhận. Việc sử dụng khung gầm hạng nhẹ cho hệ thống phóng giúp tăng cường khả năng cơ động, cho phép Việt Nam linh hoạt hơn trong việc đối phó với các mối đe dọa từ biển. Chuyên gia Khop ví dụ, Việt Nam đang đi theo con đường tương tự mà Ấn Độ đã thực hiện với tên lửa BrahMos và bày tỏ sự lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, ông Khop cũng nhấn mạnh lợi ích mà Nga có được từ việc Việt Nam nội địa hóa sản xuất vũ khí dựa trên nguyên mẫu của Nga. Theo ông, thị trường tên lửa chống hạm toàn cầu đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Việc Việt Nam lựa chọn phát triển hệ thống tên lửa dựa trên công nghệ của Nga mở ra cơ hội hợp tác cung cấp linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia. Việt Nam đã chủ động mua bản quyền sản xuất và từng bước nội địa hóa nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, từ tàu pháo TT-400TP đến máy bay không người lái UAV. Gần đây, sự xuất hiện của ngòi nổ cơ điện tử do chính các kỹ sư và chuyên gia trong nước nghiên cứu và chế tạo đã tạo nên tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý của giới chuyên môn toàn cầu. Đây là một thành tựu đột phá vì ngòi nổ cơ điện tử là một trong những công nghệ quân sự phức tạp và khó làm chủ. Việc Việt Nam có thể tự sản xuất loại vũ khí tối tân này là điều mà trước đây ít ai dám nghĩ tới. Trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt gần đây đã đăng tải một bài viết với tiêu đề ấn tượng: Việt Nam chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử mà không nhiều nước làm được. Bài viết dẫn thông tin từ phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV cho biết các nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu và chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử, một trong những công nghệ quân sự phức tạp và thách thức nhiều cường quốc trên thế giới. Theo Sputnik, ngòi nổ cơ điện tử made in Việt Nam có tới 200 chi tiết phức tạp, đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ sản xuất và quy trình sản xuất độc quyền. Trong những năm qua, nhiều trang thiết bị vũ khí quân sự hiện đại đã được Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công, qua đó khẳng định khả năng làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, bao gồm cả ngòi nổ điện tử. Trong phóng sự của VTV, Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghệ Quốc phòng cho biết hơn 400 loại ngòi nổ thuộc nhiều thế hệ khác nhau đã được phát triển, phản ánh tinh thần tự lực, tự cường và niềm đam mê của các nhà khoa học quân sự Việt Nam. Ông chia sẻ về hành trình chinh phục đỉnh cao công nghệ, cho biết ông đã dành nhiều thời gian tham gia cùng với các nhà máy, trực tiếp hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các sáng kiến đột phá. Nhận thức rõ ràng rằng các quốc gia tiên tiến đều bảo mật công nghệ lõi, Việt Nam đã kiên trì theo đuổi con đường tự chủ sáng tạo và đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, một triển lãm quốc phòng quy mô lớn sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang đến cái nhìn toàn diện về sức mạnh quân sự của Việt Nam, trong đó ngòi nổ cơ điện tử, trái ngọt từ dự án nghiên cứu cấp quốc gia dưới sự dẫn dắt của Thiếu tướng Dương Văn Yên chắc chắn sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế. Trang tin Sputnik nhận định việc chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử là thành tựu đáng tự hào, khẳng định trình độ khoa học quân sự của Việt Nam đã đạt đến đẳng cấp mới. Quá trình nghiên cứu và chế tạo ngòi nổ cơ điện tử được ví như chế tác đồng hồ, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tài hoa của các nhà khoa học. Kết quả thu được thực sự ấn tượng, ngòi nổ này có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt với thời gian tính bằng phần 10 hoặc thậm chí phần trăm giây, chịu được quá tải gấp hàng chục lần so với các thiết bị thông thường. Điều này là nhờ thiết kế tinh xảo và cơ chế vận hành hoàn hảo với cấu trúc phức tạp gồm hơn 200 chi tiết siêu nhỏ. Trong đó, phân tử điểm hỏa và mạch điều khiển là quan trọng nhất. Ngòi nổ cơ điện tử có thể ứng dụng cho nhiều loại tên lửa phòng không và không quân, tạo ra sức công phá, hủy diệt, khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè. Thành công này chứng minh năng lực sáng tạo phi thường của các nhà khoa học quân sự Việt Nam. Với Thiếu tướng Dương Văn Yên là một đại diện tiêu biểu, niềm đam mê và trình độ chuyên môn cao chính là động lực giúp ông và các cộng sự tạo ra những vũ khí quốc phòng ưu việt, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Nhận thức rõ nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, Việt Nam đã đề ra nhiều chính sách trọng dụng nhân tài và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học phát huy tối đa tiềm năng. Dựa trên nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ Quân đội, Chính phủ đã vạch ra 3 nguyên tắc chỉ đạo trong công tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Thứ nhất, quy hoạch bài bản, nâng cao nhận thức. Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo bài bản, khả thi, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo về vai trò quan trọng của nguồn nhân lực trong việc xây dựng nền quốc phòng hiện đại. Thứ hai, đa dạng hóa hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới, đẩy mạnh đào tạo lại và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ công nhân viên trong ngành, khuyến khích trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và sáng tạo, khuyến khích các sáng kiến đột phá để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng. Thứ ba, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài là rất quan trọng. Việt Nam đang xây dựng một chế độ đãi ngộ hấp dẫn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhằm đảm bảo người lao động trong lĩnh vực quốc phòng có mức thu nhập và môi trường làm việc cạnh tranh so với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Việt Nam đặc biệt chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học quân sự. Chính sự đầu tư toàn diện và đồng bộ này đã góp phần vào thành công của nhiều dự án quốc phòng trọng điểm, trong đó có ngòi nổ cơ điện tử. Tin rằng với sự quan tâm đúng mức và những nỗ lực không ngừng, Việt Nam sẽ tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm quân sự made in Việt Nam thế hệ mới, góp phần hiện đại hóa quân đội và nâng cao vị thế quốc phòng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, hành trình hướng tới nền công nghiệp quốc phòng tự chủ vẫn còn nhiều thử thách. Việt Nam cần tiếp tục đổi mới sáng tạo và tập trung vào một số giải pháp cụ thể. Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, đầu tư vào các dự án nghiên cứu mũi nhọn và tiếp cận các thành tựu khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Thu hút nhân tài đỉnh cao, đảm bảo có đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, đồng thời xây dựng môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất vũ khí và trang bị. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng hợp tác với các quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển, học hỏi kinh nghiệm và thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ. Thành công của ngòi nổ cơ điện tử là một bước tiến đáng khích lệ, nhưng không nên ngủ quên trên chiến thắng. Hãy biến thành công hôm nay thành động lực khuyến khích tinh thần tự lực tự cường để ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam vững bước trên con đường phát triển hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại!